Vào chiều hôm qua, ở Krkonoše đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Trên đường đến Mala Upa, cây đổ đè lên một chiếc xe ô tô đã làm 3 người thiệt mạng tại chỗ và người lái xe bị thương. Theo cơ quan quản lý vương quốc gia Krkonoše, cây vân sam cao 30 mét đã bị đổ, có thể là do gió mạnh. Theo những người quản lý vườn quốc gia Krkonoše, cơn gió mạnh đã làm gãy cây vân sam có chiều cao khoảng 30-40 mét so với mặt đất. Tại gốc cây có đường kính khoảng 1 mét, cây đổ đè trực tiếp lên chiếc xe. Vụ tai nạn đã làm cho hai bà cụ 76 tuổi và 88 tuổi và một cậu bé 16 tuổi tử vong ngay tại chỗ. Người lái xe 77 tuổi được lực lượng cứu hỏa đưa đi cấp cứu bằng trực thăng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tại khu vực này đã có thêm hai cây khác bị đổ do gió. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan và quan sát cây cối dọc theo con đường để có thể chặt bỏ những cây có nguy cơ bị đổ đi.